Mến chào quý vị, ông bà, cô chú trở lại với kênh Chuyện Ma Cùng Thiên Như và mình sẽ là người đồng hành cùng quý vị trong buổi nghe chuyện ngày hôm nay. Mến chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi nghe chuyện thiệt là thư giãn luôn nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này là như được anh Bói gửi lại cho Như. Lần đó thì anh Bói làm ở trên quỹ ban á, ảnh làm dân quân. Rồi anh Bói có cùng với một người bạn nó tên là anh Tiến ngoài ra thì còn có nhiều anh nữa. Đêm hôm đó ở lại trực quỷ ban mấy anh kia mới rủ anh bối với anh Tiến lên phía trước nằm ngủ đi. Cái anh bối thì ảnh mới cãi lại hỏi là sao vậy? Ở đằng sau rộng thênh thang, mắt vậy không ngủ ngoài mà chui lên trước làm chi? Những cái anh kia mới hù nói là ở dưới phía sau ma cỏ nhiều dữ lắm nên mấy ảnh không có dám ngủ đâu. Khi mà nghe như vậy Có một người bạn mới thách thức anh bói Mày có ngon á Mày đi ra ở ừ, sao mày ngủ đi Mày ngủ một đêm là mày biết liền à Anh bói thì từ nào giờ Anh không có tin vô trong chuyện ma quỷ Nên ảnh cũng bực mình dữ lắm Bên cạnh anh bói thì còn có một anh nữa Đó chính là anh Tiến Anh Tiến cũng có cùng suy nghĩ với anh bói luôn Mặc kệ những người khác nói gì thì nói, anh bối mới rủ anh Tiến, hai người đi ra ở phía sau của ủy ban này để ngủ, tại vì ở phía sau là có chỗ gian rộng, rồi diện tích nó cũng rộng rãi thoáng mát nữa, nằm ở đó ngủ không có chuyện gì hết trơn á. Anh bối thì ảnh ngủ giỏng, còn anh Tiến thì ảnh trải cái chiếu ra nằm ngủ, rồi bắt quạt để đó vậy đó, còn những anh kia thì nằm ở phía trên. Ở cái chỗ ủy ban này á, Trước đây nó chưa có được sửa chữa lại nên nhìn nó cũ xì rồi cạch tường gì nó cũng bung tróc hết. Anh bói sau sự việc này anh mới biết trước khi mà xây dựng ủy ban chỗ này đã từng là một cái nghĩa địa mà dạng nghĩa địa nhỏ quy mô của người dân thôi. Bây giờ thì cốt đã được móc đi hết rồi còn có chuyện ma cỏ có nhiều lời đồn dữ lắm. Bà về phần của anh bói hồi trước anh đâu có tin đâu. Cho tới khi ảnh trải qua cái sự việc này thì anh bối đã bắt đầu tin rồi. Anh bối thì dăng cái võng ngủ ở chỗ mé này. Còn anh Tiến thì anh trải chiếu anh nằm ở cách anh bối khoảng 2-3 mét thôi chứ không có xa mấy. Chìm sâu vô giấc ngủ rồi khoảng 11 giờ mấy đêm á. Anh bối ảnh nghe tiếng ai đó kêu mình mà kêu đúng tên ảnh luôn. Ảnh nghe kêu vậy nè. Bối! Bối à! Bối bối! Cái giọng này sao mà kêu nhanh dữ lắm Không biết người ta kêu anh cái vụ gì mà gắt quá Trong lúc mà anh đang mê man Anh ngồi bật đầu dậy Thì làm gì có ai kêu mình đâu Anh tí nằm ở dưới nền Anh đang ngủ Còn những cái người bạn kia nằm ở phía trước Cũng đang nằm ngủ luôn Anh nghĩ mình nghe nhầm Nên anh bói mới nằm xuống Anh quấn cái giọng lại ngủ tiếp Anh nằm ngủ một hồi Cảm nhận rõ ràng Cả cái giọng như bị ai đó giật Người của anh tưng lên anh hết hồn bật chạy liền Khi mà anh bối vừa mới ngồi Thẩn thờ ngồi bật dậy một cái Anh cảm nhận được Ở phía sau có ai đó choảng vô đầu anh một cái bớt Đầu óc của anh choáng dán liền luôn Nhưng mà cái lúc này anh nhìn xung quanh Cũng không hề có ai hết Nhưng cái đầu của anh thì nó đau Nó kêu bằng bạc bằng bạc ở phía sau Anh cảm nhận kỳ cục dữ quá Không biết chuyện gì vừa mới xảy ra anh đưa tay lên xoa đầu dạy cái rồi nằm xuống ngủ tiếp. Anh nằm ngủ không biết tới bao lâu thì anh giật mình. Lúc nãy là cả người của anh chỉ vừa mới lách nhẹ sang một bên. Lập tức nguyên cái phần thân của anh nó rớt ở dưới xuống nền một cái ạch luôn. Khoảng cách giỏng từ cái giỏng của anh á, xuống mặt đất chỉ tầm khoảng 3-40cm nên anh rớt xuống không có đau lắm. Chỉ là nó hơi bị giật mình một chút xíu thôi. Vừa khi mà anh bình tĩnh lại rồi Anh nhìn thấy có một cái bóng đen Đứng ở cạnh bên một cái gốc cột nọ Cái bóng đen này nhìn cũng không có biết là trai hay gái đâu Mà rất là nhanh Cái bóng đen chạy một cái sẹt Chạy vô mé tường Rồi không phải là cái người đó chạy tới mé tường là dừng lại đâu Cái người đó chạy xuyên qua mé tường luôn Hai con mắt của anh bói cứ mở trâu trốn nhìn theo Sau khi mà cái bóng kia xuyên qua mé tường Thì chẳng còn gì nữa hết anh bối chưa có kịp hoàn hồn Thì nghe ở cạnh bên là giọng của anh Tiến Anh Tiến anh cứ ư, ư, ư. Anh Tiến cứ ứ ứ gì đó Trong cái miệng của mình nó không có phát ra thành lời được Anh bối chạy lại Nhìn vẻ ngoài Thì anh Tiến ảnh trông rất là sợ hãi Anh bối không biết vụ gì hết trơn Ảnh mới khâm xuống kiệu vô mặt Anh Tiến mới kêu Tiến ơi Tiến ơi Tiến Tiến ơi Tiến anh bói kêu một lúc lâu luôn Cái lúc đó thì anh Tiến Anh cứ mua mái tay chừng Mà mặt mày của anh sợ hãi lắm Mồ hôi tuôn ra ướt cả áo luôn Sau gần một phút đồng hồ Anh bói mới kêu được anh Tiến tỉnh dậy Khi mà anh Tiến Anh ngồi bật dậy Anh làm cái <laughs> Anh làm ra vẻ rất là sợ hãi Mà mặt mày của anh xanh sao hết trơn à Anh bói nhìn anh Tiến Cũng không biết là anh Tiến này vừa bị cái gì Anh mới hỏi Ủa mày bị gì tí, mày bị gì vậy? Anh Tiến ảnh cứ thở, hổn hển hổn hển cho tới một hồi sau bình tĩnh lại rồi á. Anh Tiến mới quơ cái chiếu của mình, rồi kêu anh bói là tháo cái võng đi, để hai người đi lên phía trước để nằm ngủ chung với những anh em còn lại. Sau khi mà hai anh mon men lên, những cái anh ở trên kia giật mình giữa đêm mà thấy hai anh chạy biết thế nào cũng có chuyện rồi. Những người anh em mới hỏi lại anh bối cho anh Tiến bị cái gì Thì anh bối nãy gặp cái hiện tượng lạ đó anh kể lại trước Sau đó tới anh Tiến Cái phần của anh Tiến là hồi nãy anh nằm ngủ Thì anh nhớ anh ngủ cũng sâu chưa giấc lắm rồi Chợt tự nhiên anh cảm nhận được cái phần người của mình cứng ngắc hả Hai con mắt vẫn nhắm nghềm. Nhưng mà cái anh nhìn thấy là cái dí của anh á ảnh thấy đứng ở ngay dưới chân của ảnh á là hai cái bà này mà nhìn lớn tuổi lắm rồi cái lưng tôm hóm lại đầu tóc thì nó sơ giống như là rơm rạ mà tóc cái màu vừa trắng vừa đen muối tiêu mà dạng muối nhiều hơn tiêu đó và hai cái cụ bà này đứng ở phía giường họ vừa nói vừa chỉ chỏ cái gì đó Lúc này cái phần dí của anh Tiến nhìn thấy Ở trên bàn tay của hai bà đó Là cái phần móng của nó đổ huyết mà nó dài hoàng luôn Và đặc biệt ở trên hai cái phần hốc mắt Ở cái chỗ hốc mắt này nè Nó bị sệ thòng xuống Anh nhìn lên trên khuôn mặt của hai cụ bà này Thì đúng chất đây chính là hai cái con quỷ bởi vì anh còn thấy cái phần răng nanh của hai bà Nó dài thòng xuống khỏi cái mép môi luôn Cái phần răng nó nhọn quắc ạ à, Mà nó còn ngã ra cái màu hơi vàng vàng nữa Có một cụ bà mới tiến lại ở gần với cái phía ngực của anh Bà mới đưa tay lên Cái bàn tay của bà nhọn quắc Nhưng mà nó rất là lạnh Bà bóp 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 cái phần tay Từ cái phần tay rồi bóp lên trên cái phần ngực Giống như là sờ coi cơ bắp của anh có săn chắc hay không anh cảm nhận được rất là khó chịu và bực bội luôn Nhưng mà anh tiếng người của anh cứ ngắt là anh đâu có nhúc nhích gì được đâu Còn cái cụ bà còn lại mới đứng gần lại ở bên lỗ tai của anh Mới đầu thì bà đưa tay Bà quái 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 trong lỗ tai anh đã rất là khó chịu rồi mà anh tiến á, vừa khó chịu vừa sợ hãi cái cụ bà mà ngồi phía trên á, mới đưa cái tay xoáy vào trong cái lỗ mũi anh rồi xoáy lỗ mũi chưa đã mới đưa tay vô trong họng anh mà môi môi mốc mốc anh cảm thấy rất là khó chịu và cái lúc bà đút cái ngón tay vô trong miệng của anh á, anh nói cái mùi nó thúi quắc hà nó thúi còn hơn cả cái mùi ống cống nữa anh rất là khó chịu cảm giác buồn nôn tới nơi nhưng mà anh không có kiểm soát được cơ thể của mình sau đó hai anh giật mình tỉnh dậy rồi đi lên mới kể câu chuyện đó lại cho những người anh em ở đây nghe. Một trong số những người anh em ở trên đây cũng đã từng gặp rồi. Có một anh nói là hồi trước mới vô cũng đâu có biết đâu, đi ra ở phía sau nằm ngủ. Nằm ngủ có một chút xíu à cũng bị giật giỏng y chang vậy đó, rồi thậm chí là cái anh đó anh còn bị đá. Từ cái phần lưng tới cái phần đít của anh là nó bị sưng, về nhà còn thấy có những cái vết bầm tím rất là kỳ lạ nữa. Và mỗi lần mấy anh cất đồ đạc gì ở cái khu vực phía sau đó là thường xuyên bị lạc mất đồ. Nhớ rõ ràng là để ở chỗ đó nhưng khi xuống tìm lại là nó lạc đâu mất tiêu luôn hà. Không những vậy có anh đậm ngủ còn thấy có bóng dáng của một cụ bà. Cái bà này bà leo ở trên gốc cột mà bà, bà đu bám giống như cô thằng lằn vậy đó. Hai tay hai chân của bà đu lên trên cái gốc mà bà, bà cứ trường lên trường xuống. Còn có một lần nữa cái anh kia kể là nhìn thấy bóng dáng của một cái cụ bà. Bà cũng bò ở trên cái trần dạ. Bà vừa bò mà bà vừa phát ra cái âm thanh giống như là con thằng lặng. Nhiều người nằm ngủ ngoài đó thường xuyên bị đè dữ lắm. Chính vậy vậy có nhiều lời đồn, mấy anh giờ đâu có ai dám ngủ ngoài đó đâu. Có anh bối và anh Tiến là chưa từng ngủ ngoài ngoài, nghe người ta kể. Cứ nghĩ mình là đúng, không có tin vô chuyện ma quỷ, cuối cùng ra ở ngoài nằm ngủ một lần từ đó về sau là tẩn luôn đó là toàn bộ câu chuyện mà như được anh bối gửi lại cho như anh kể về một sự việc do chính bản thân của anh và cái người bạn kia đã trải qua như vậy một câu chuyện cũng khá là ghê rợn nghe tới bây giờ thì ủy ban cũng đã được xây dựng sửa sang nhìn nó mới khang trang dữ lắm có điều ở cái chỗ ngủ phía sau đó là những anh dân quân này không có ngủ được cứ ngủ là bị đè rồi bị hù chọc tới tận bây giờ nếu mà ngủ ngoài đó giữa đêm sẽ nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cái người phụ nữ rồi đó là câu chuyện thứ nhất bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ hai câu chuyện này là như được chị nhi gửi lại cho như chị kể về một nhân vật ở gần nhà với chị luôn cách với nhà chị có năm bảy trăm mét thôi cái chị đó thì tên là chị Mộng. Chị Mộng này mất ở độ tuổi 17, ở độ tuổi rất là đẹp ha. Hồi trước chị Mộng học rất là giỏi, chị đi thi, học sinh giỏi, cấp huyện cấp tỉnh, nhiều giải thưởng dữ lắm. Cho tới giai đoạn sau này, ba mẹ của chị ly hôn, mới đầu thì hai người cãi nhau, rồi sau đó là ly thân. Ba mẹ của chị Mộng mỗi người đi một đường, Chị cũng không biết theo ai Chị cứ ở trong căn nhà đó vậy đó Rồi ở gần nhà ở đây nè Là có bà ngoại đó Mỗi ngày đi học chị chạy sang ở bên đó Để mà ăn cơm Và khi ba với mẹ không còn tình cảm với nhau nữa Cũng bỏ bê chị mộng nhiều hơn Từ đó về sau Việc học của chị xa xúc và đặc biệt chị Mộng đã dính vô cái con đường chơi chất trắng Chị nghiện hồi nào không hay Cho tới cái ngày hôm đó là ngày 29 Tết Ba với mẹ của chị ly thân rồi Mạnh ai nó đi đường nấy Tại vì ai cũng đã có người mới hết Chỉ có mỗi chị Mộng là chị ở nhà thôi Từ cái ngày 29 Ngày 30 Rồi ngày mùng 1 Tới tận cái ngày mùng 2 Những người hàng xóm ở đây để ý Sao chị Mộng này không thấy chị ra khỏi nhà Cũng không thấy đi ăn uống gì trơn vậy Bởi vì là biết chị Mộng còn ở trong căn nhà đó Thời có một cái người cậu ở kế bên nè cậu đi sang ở bên đây kêu chị mới đầu là kêu thấy cái cửa chỉ được đóng hờ lại thôi chứ không có khóa gì trơn á cậu mới đẩy cửa đi vô vừa đây vừa kêu mộng ơi mộng à cậu đi vô nhà rồi từ ở phía trước không thấy chị mộng đâu đi vô phía sau thì nhìn ngó vô ở phòng riêng của chị á cái phòng thì mở tan quang luôn cái xác của chị mộng á nửa cái phần trên thì ở trên giường còn nửa phần dưới thì chị ngồi dưới nền gạch á Chị mỏng đã chết từ hồi nào rồi Rồi bây giờ nó bay E e e nó bay xung quanh cái xác của chị Và từ ở trong cái xác Nó phân quỷ bốc ra cái mùi hôi thối dữ lắm Hai con mắt của chị nó còn trô trố ra Và ở trên miệng thì sùi bọt mép Ở dưới thì có những cái dụng cụ để mà chơi cái chất trắng đó Cậu của chị mỏng quảng hốt chạy ra ngoài kêu la quá trời luôn Ngay mùng 2 Tết công an kéo tới đây họ cũng tới để khám nghiệm điều tra hiện trường. Cuối cùng thì phát hiện là do chị Mộng này á, chị chơi quá liều, chị đã bị sốc thuốc dẫn đến qua đời. Chị chết từ cái ngày 29 rồi, nhưng mà do ba mẹ của chị không có quan tâm bỏ bê chị quá, chỉ có một mình ơn chị sống trong nhà thôi, nên không có ai phát hiện ra cái xác của chị cho tới tận ngày mùng 2 luôn. Nhà của chị Mộng là ở ngay chỗ một cái khúc cua quẹo, xung quanh đây cũng có nhà cửa nữa. Ở đây là cái khu dân cư người ta sinh sống cũng đông. Có một lần nọ người hàng xóm chạy ngang về, thì thấy dông hồn của chị Mộng ngồi ở trước nhà, dông hồn của chị mờ mờ áo áo ngồi thụ lù vậy đó. Tới chừng người ta chụp mình nhìn kỹ lại thì không có còn thấy nữa. Nhưng mà không phải là duy nhất một người hàng xóm thấy Có những người là ở cái khúc nhà sâu ở trong này nè Người ta chạy ngang qua cu quẹo này là người ta cũng nhìn thấy luôn Có khi thì chị ngồi ở một chỗ Còn có khi là chị bay lướt 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 ở phần thiềm ba trước cửa nhà của mình Nhiều lần người ta thấy chị cũng sợ lắm sau khi mà chị Mộng chết rồi, gia đình nó cũng tiến hành về làm đám tang xong hết, chôn cất chị là chôn chị ở phía sau của chỗ nhà này luôn nhưng có điều khi ba mẹ của chị về đây để cúng kiến cho chị thì chính ba mẹ đã bị hù chọc trong những lần cúng như vậy thường xuyên nghe thấy tiếng kêu ba ơi mẹ ơi nghe thấy cái tiếng nó rầu rĩ vô lắm nó phát ra văng vẳng ở trong nhà nhưng mà ở trong cái căn nhà này á ngoài chị mộng là con ra thì ba mẹ không có thêm người con nào cả không những vậy mỗi lần mà mẹ của chị mộng tới để chọn cái bàn dông của chị á sẽ nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau còn có khi á là ba sẽ nhìn thấy dông hồn của chị đi lướt ở trên cái khu vực chảy hành lang mà chạy ra thì dông hồn của chị đã biến mất rồi rồi còn có lúc mẹ của chị mộng biết dông hồn của chị chết ở độ tuổi còn trẻ quá bà cũng có khuyên là con gái của mình nó mau chống bỏ hết đi những chấp niệm rồi đi đầu thai đi và những lần mẹ của chị mộng vừa mới khấn xong một cái thì ở cái cửa phòng của chị đã được khóa rồi lập tức cái tiếng cửa phòng nó kêu một cái cách là cái cửa phòng nó đẩy nhẹ vô sau đó nó mở ra toàn quát luôn không có hề ai đụng tới cái cửa phòng đó mà nó lại tự mở ra một cái kiểu kỳ lạ như vậy Lúc đó cả ba với mẹ của chị Mộng đều rất là sợ hãi. Rồi có một lần chính mẹ của chị Mộng nhìn thấy dông hồn của chị đứng mờ mờ éo ảo ở trong góc bếp mà chị khóc nào là hai cái hàng máu nó chảy dài ở trên khuôn mặt của chị mà người thì trắng chạch hà. Hai cái con mắt nó cũng thâm quận lại nhìn đúng chất của một cái người nghiện. Thì khi bà vừa mới thấy vậy bà quảng hốt nhìn lại thì cái chỗ đó không có còn gì nữa cả ba với mẹ của chị mộng ở đây bị dông hồn của con gái mình hù dữ quá nên chính ông bà cũng sợ luôn về cúng kiến được đúng tuần lễ à là hai người lại bỏ đi mạnh ai nó đi về nhà nấy không có thèm quay trở lại căn nhà này để cúng nữa từ đó về sau ở chỗ căn nhà này cũng trở nên bỏ hoang và cái người gặp tiếp theo chính là cái người cậu ruột của chị mộng này nhà của cậu là ở cũng gần với bên nhà của chị mộng chỉ cách một cái bờ giường thôi Và hàng đêm nằm ngủ Cậu ở bên bển thường xuyên bị dông hồn của chị Mộng đi qua để mà kêu cửa Cứ giữa đêm là nghe kêu Cậu Tư ơi Cậu Tư ơi cậu Tư Ngày nào cũng nghe cái âm thanh như vậy Mới lúc đầu á, nghe chạy ra mở cửa Là thấy dông hồn của chị á, bay lơ lửng lơ lửng ở trên không khí những lần sau biết rồi cậu có nghe tiếng gõ cửa cũng trầm mệnh lại rồi nằm trốn ở trong nhà luôn chứ đâu có dám ra nữa đâu khi mà chị mộng không có kêu cửa được ở ngoài nữa thì chị mộng mới xuất hiện ở bên cạnh cái cửa sổ của cậu chỗ giường ngủ á chị đứng ở ngoài đó chị vừa đưa cái bàn tay đầy máu me của mình lên chà vô trong cửa sổ vừa kêu cậu ơi cậu ơi cậu chị cứ liên tục hiện ra như vậy nên cậu rất là sợ có một lần nọ chị cũng hiện ra Mà lần này hiện ra cũng không phải là kêu cậu gì trơn á Kêu chỉ để nhắc nhở cậu là nước ở phía sau tràn rồi Kêu cậu đi ra để khóa nước lại Lần đó thì chị nói nhiều một chút Còn chứ những lần trước á Cậu mà nghe kêu cậu ơi cậu à cái Là cậu trốn ở trong nhà rất là sợ ở bên cạnh với nhà của chị Mộng vậy, cậu sợ lắm, cứ đêm nào cũng qua kêu, rồi vợ con của cậu cũng bị ảnh hưởng, nên cậu mới mời lần lượt từng người thầy tới xem để giúp đỡ. Nhưng có điều, ba lần đầu tiên cậu mời là gặp mấy ông thầy ức ơ không hà, ông tới, ổng coi, ổng làm này kia rồi ổng lấy tiền, chứ hoàn toàn không có hết. Cho tới cái lần thứ tư thì cậu đã mời được một cái người thầy cao tay rồi. Thì thầy, thầy tới cũng đi quanh quẩn trong nhà, thầy vô thì thầy nói là nó có làm gì đâu, nó ngồi ở trên bàn dông của nó kìa, nó ngồi trong ngốc đó kìa. Người thầy nói như vậy nhưng mà cậu với mợ cái lúc mà thầy tới là buổi sáng cậu với mợ không thấy gì hết trơn nhìn lên trên bàn dông mà nghe thầy nói như vậy thì sợ hết trơn da gà hà nhưng mà do bị kêu dữ quá nên cậu muốn vợ thầy giúp đỡ đi có cách nào đừng có cho cái dông của nó qua bên này kêu nữa không? Thầy cũng cho một lá bùa để dán xung quanh mà thầy nói Thầy nó chết còn trẻ rồi nó linh thiêng vậy á chứ không có gì đâu Nó ở đây cũng không có hù chọc gì ai hết Nó ở chắc tới 49 ngày đi à Thầy xuống thầy coi nói tỉnh lình vậy đó Rồi sau đó thầy cũng đi về không có lấy tiền bạc gì hết Thầy chỉ lấy một chút xíu nhang đèn thôi và đúng thiệt như lời của người thầy nói, trong khoảng thời gian 49 ngày thì trong hồn của chị Mộng còn hiện ra chị đi dứt dưỡng ở bên nhà của chị. Chứ còn ở bên nhà của cậu đã được chán bùa rồi nên chị không có qua nữa. Tới hơn 49 ngày rồi, từ đó về sau thì dân địa phương ở đây không có còn nhìn thấy. Và đó là toàn bộ câu chuyện mà Như được chị Nhi gửi lại cho Như. Kể về một cái sự việc này cũng khá là đau lòng. Chị Mộng ở trong câu chuyện đã từng là một học sinh học rất là giỏi, thậm chí là đi thi huyện thi tỉnh luôn. Nếu mà gia đình của chị vẫn còn hạnh phúc, vui vẻ thì chắc là chị không có lâm vào cái hoàn cảnh bế tắc như vậy. Rồi đó là câu chuyện thứ hai. bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là như được chính anh Phước kể lại cho Như và anh là người đã trải qua toàn bộ cái sự việc này anh Phước ảnh nhớ năm đó là ảnh học lớp 7, ảnh có cùng với đám bạn của mình đi chơi sau giờ học là buổi chiều 5 giờ hơn rồi. Anh vừa ăn bánh vừa tụ tập với bạn bè cũng ngồi nói chuyện giỡn vậy thôi. Chờ có một người bạn anh phát hiện là ở dưới một cái mương nước. Cái bề ngang của mương nước này cũng khoảng 4 mét. Người bạn của anh la hét lên và chỉ ra ở ngoài mặt sông. Anh Phước cũng nhìn theo, khi mà anh nhìn ra anh quảng hồn khi thấy cái xác của một cô gái cái cô gái này đang mặc ở trên người là bộ áo dài trắng và cái quần trắng luôn người của cổ thì nằm ập xuống rồi cổ đang trôi lên phền lên phền ở trên mặt nước đó anh thấy như vậy anh cũng quảng hồn rồi khi đó đám con nít của anh nó la hét lên dữ dội lắm những người lớn cũng kéo tới rồi công an để kia cũng điều tra Tới khi cái xác chớt lên rồi Anh vẫn còn đứng ở đó để anh nhìn Lần đầu tiên ở trong cuộc đời của anh Phước thấy một cái xác chết Cái xác chết này chắc là nằm ở dưới mương nước này cũng lâu dữ lắm rồi Thấy là cái phần áo dài á nó bị dính trong riêu Cái xác thì nó trương phình lên Da dẻ thì nó đã bủng rủng hết rồi Cái khuôn mặt của cái cô đó là nó phồng trương lên Hai cái con mắt của cổ nó muốn lồi ra trắng giả luôn anh Phước thấy cái cảnh tượng nó rất là hải hùng, anh sợ quá cũng lật đật chạy thiệt là nhanh về nhà. Sau này á anh có biết được nguyên nhân cô này cố chết cũng đáng thương dữ lắm. Nhà của cô gái là cách với nhà của anh Phước á là khoảng 4 cây số, mà nhà của cổ là cách sang một cái xóm khác rồi. Cái cô này á cổ là con riêng của chồng. Rồi ba của cổ có cưới với người mẹ kế người mẹ kế này cũng đã có con rồi một cái anh con trai anh con trai đó thì lớn hơn cô gái này vài tuổi trong một lần mà những người lớn đã đi khỏi nhà anh con trai đó đã có ý định xấu với cô gái này ảnh đã hãm hiếp cô gái cho tới khi mọi chuyện trở lỡ rồi người cha thì vẫn chưa biết gì hết chỉ có cái người mẹ kế này hai người biết chuyện rồi mới dùi dập cái cô này cái cô gái này không chỉ bị làm nhục một lần mà cổ còn bị làm nhục mấy lần lận. Sau cùng, cổ chịu không có nổi những cái đau đớn đó nữa, cổ đã quyết định tự tử. Và cổ đã gieo mình xuống sông, cái xác của cổ lần theo con nước mới trôi vô chỗ khúc mương mà anh Phước anh nhìn thấy. Buổi tối ngày hôm đó, sau khi mình nhìn thấy cái xác của cô gái đó rồi, anh Phước anh về ạ. Anh cũng tắm rửa ăn cơm xong Nhưng mà trong lòng của anh Phước luôn cảm nhận Có một cái gì đó nó bồn chồn khó tả dữ lắm Anh vừa thấy lo mà vừa thấy sợ Tới 9 giờ mấy rồi Anh cũng đi tiểu trước khi đi ngủ Sau khi mà anh đi tiểu xong Anh đi ra Thì anh mới nghe tiếng ai đó kêu mình Anh Phước, anh nghe kêu Em gì ơi, anh phước nghe cái giọng nó ngọt ngào dữ lắm thì lúc nãy anh phước mới nhìn qua xéo xéo bên nhà của mình là có một cô gái mặc áo dài trắng mà cái cô gái này tóc của cổ đen xõa dài nhìn rất là xinh đẹp luôn anh phước mới bước tới gần thì cái cô gái đó cứ luôn tai lạ quắc quắc anh kêu anh lại em gì ơi em gì ơi lại đây chị nói cái này nè cái cô đó thì quắt ảnh dậy, ảnh nghe cái giọng ngọt ngào đó anh Phước cũng đi lại luôn. Lần đầu tiên ở trong cuộc đời mà anh Phước nhìn thấy một cô gái quá đổi xinh đẹp, ảnh cứ mê mẩn nhìn cô này một hồi. Ảnh nhìn từ trên xuống mới phát hiện sao cô này cũng không có chân vậy, cổ bay hỏng ở trên mặt đất khoảng hai gan tay. Anh Phước lúc này phát hiện, chết cha rồi, mình gặp ma rồi. Cái cô kia thì luôn miệng rủ, em đi theo chị đi, Em đi theo với chị đi, vui lắm. Cổ vừa nói cổ vừa ngoắt thì lúc nãy cổ mới bay xà lại tới người của anh. Đầu óc của anh đã ý thức được mình gặp ma rồi, anh quảng sợ lắm. Nhưng hai cái chân của anh không có nhúc nhích được, cứng đơ tại chỗ. Cổ áp sát gần tới người của anh rồi, cổ mới đưa tay lên, cổ chút ở bên mé lỗ tai của anh vậy nè. Tai chân của anh thì rung cầm cập. Cái lúc mà cổ đưa bàn tay tới gần bên da của anh trội, anh cảm nhận được đó là một cái luồng hơi lạnh ghê gớm lắm. Anh đã tiểu trong quần lúc đó luôn, mà hồi nãy thì anh còn nhỏ dữ lắm. Sau khi mà cô đó cú củ rờ của chuốt dây anh, anh quảng hốt quá không có còn chịu đựng được nữa rồi, anh đã ngã ra xỉu. Cho tới khi anh Phước tỉnh dậy đã là hai ngày hôm sau. Anh dậy, anh thấy là ở bên cái tay của mình đó, đang được truyền nước biển. Rồi anh lờ mờ dậy thấy mẹ với ba ngồi bên giường bệnh mà mẹ khóc sưng hai con mắt luôn. Anh Phước cũng không có biết cái vụ gì hết trơn á. Rồi sau khi anh tỉnh táo lại rồi, mẹ hỏi là hôm nay con bị gì vậy? Cô nằm mơ thấy cái gì? Mà con liên tục con ú ớ trong miệng. Rồi có khi giữa đêm là con la hét lên, ba với mẹ sợ dữ lắm. Kêu hoài con không có tỉnh dậy, ba mẹ của anh phước thì nói vậy đó nhưng mà anh không có nhớ gì trơn anh bắt đầu là anh tua lại ký ức của mình anh mới tua từ 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 lại anh mới nhớ lại cái sự việc hôm anh đi tiểu anh có gặp một cô gái mặc áo dài trắng Của xinh đẹp vậy đó rồi cổ còn rủ anh đi theo anh kể lại cho ba mẹ mình nghe thì mẹ của anh cũng rất là lo lắng nhưng lúc này còn ở bệnh viện cũng chưa có giải quyết được gì cả nhưng mà trong những ngày ở bệnh viện cứ trời sập tối chốc chốc anh lại thấy bóng dáng của cô gái kia hiện ra có khi là cổ đứng ở một góc trong phòng bệnh của anh rồi còn có khi cổ đi theo sát phía sau lưng của anh rồi có khi anh đi vô trong toilet anh cũng thấy khuôn mặt của cổ áp lên trên cái cửa kính của toilet nữa anh phước rất là sợ hãi anh cũng có kể toàn bộ sự việc đó cho mẹ anh nghe vậy rồi qua cái ngày hôm sau nữa anh đỡ đỡ hơn rồi mẹ xin bệnh viện cho anh đi về sớm đi Bà ngoại mới kêu mẹ đi tới một cái người thầy này Mẹ dẫn anh Phước đi Sau khi mà tới thầy coi coi một hồi Thầy nói là cái dông đi theo anh Phước Chính là cái dông hôm bữa anh nhìn thấy cái xác của cổ Do anh Phước này là hợp mạng hợp tuổi Cổ muốn đi theo vậy đó Mà đi theo chuyến này là cổ sẽ bắt mạng anh luôn Anh Phước nghe tới đó run sợ dữ lắm Mà gia đình của anh thì còn sợ gấp mấy lần nữa người thầy mới nói là bây giờ cái xác của cô này chết oan ức quá gia đình phải làm như thế này thế này thì về nhà nghe lời người thầy về cũng bắt đầu là cúng kiến rồi sau đó còn có thả một cái hình nộm chiếc họ tên ngày tháng năm sinh của anh xuống dưới sông nữa rồi làm xong hết mới quay trở lại đây thầy cho anh một cái cọng chỉ đỏ ở trên cái cọng chỉ đỏ đó còn buộc cái đồng tiền mà cái dạng đồng xu giống như là của những cái người Trung Quốc vậy đó người thầy kẹp ở trên cái cổng chỉ đỏ đó là hai đồng xu như vậy rồi sau đó về thầy còn cho thêm một ít bùa chú để dán xung quanh nhà nữa sau khi mà nghe thầy chỉ dẫn như vậy về nhà anh làm thì không có còn nhìn thấy trong hồn của cô gái kia nữa cũng không có nghe cổ kêu tên hay là rủ anh đi anh cũng cảm thấy may mắn khi mà gặp cái người thầy đó sớm, chứ nếu mà không cứ để dòng hồn của cô đó đi theo anh hoài như vậy, chắc bây giờ anh Phước cũng không có còn sống để gửi chuyện lại được cho mình rồi. Tới hiện tại có một lần anh muốn liên hệ cái người thầy đó để mà gặp xin một cọng chuỗi khác để đeo. Nhưng mà khoảng thời gian trước đây, anh Phước có muốn tìm lại cái người thầy trước đây để giúp đỡ mình thì muốn gặp cái người thầy để xin một cái cọng chuỗi mới rồi ảnh về ảnh đeo lại nhưng mà lần này là mất hoàn toàn liên lạc với thầy rồi cũng không biết thầy đã đi đâu hỏi thì người ta không biết thông tin gì cả đó là toàn bộ câu chuyện mà như được anh phước đã từng trải qua và ảnh gửi lại cho như vậy ha chỉ là ảnh nhìn thấy cái xác chết nhưng mà đâu có ngờ dông hồn có xác chết đó hợp dông hợp vía rồi đi theo ảnh tới tận về nhà người ta còn muốn bắt mạng ảnh nữa nhiều khi ở trong tâm linh khó nói lắm quý vị không phải mình cứ sống tốt là mình sẽ không có gặp này kia nhưng mà thôi thà mình cứ sống tốt đi chứ còn những dông vía ở ngoài đường á thì mình cũng hợp mạng hợp día với người ta nên người ta đi theo như vậy rồi bây giờ mình sẽ đi qua câu chuyện thứ tư hen Câu chuyện này là như được dị Úc của bé Trang gửi lại cho Như. Tất nhiên nhân vật chính ở trong câu chuyện này là bé Trang, 16 tuổi với người yêu của bé Trang tên là Thắng cũng 16 tuổi luôn. Bé Trang thì học lớp 10 ở tại một trường cấp 3, chứ còn cái em Thắng này á, người yêu của bé Trang thì đã nghỉ học rồi là em hơi quậy quạng và côn đồ một chút xíu ba mẹ của bé trang không có chịu không có chịu cho em là quen cái em thắng này vậy đâu bởi vì thấy em thắng là dạng giống như là muốn theo dân anh chị ở ngoài xã hội rồi nên ba mẹ của bé trang cũng sợ dữ lắm có ngăn cản nhiều lần nhưng mà bé trang không có nghe nó lại mê đắng cái em thắng này một kiểu kỳ lạ dữ lắm cho tới cái lần đó sau khi mà học xong đợi tới tối rồi Ba mẹ của bé Trang vẫn chưa có thấy nó về nữa. Cũng lần thứ nhất là gọi điện mà gọi không có liên lạc được, cái điện thoại nó chỉ kêu tút tút tút, là hoàn toàn không có tín hiệu luôn. Sau đó ba mẹ của bé Trang cũng tìm tới những người bạn mà em hay chơi đó, hỏi là có biết về bé Trang đâu không? Thì những người bạn mới nói là bé Trang hồi chiều về đi chơi với em Thắng rồi, hai đứa đi chơi với nhau nghe như vậy ba mẹ cũng xót trong lòng và không biết con gái của mình đi đâu ba mẹ cũng biết trang mới lên trên công an là trình báo như vậy nhưng mà cái này cũng không phải là mất tích và chỉ mới đi có mấy tiếng thôi nên công an người ta cũng chưa có điều tra nữa sau đó ba mẹ mới về nhà đợi, đợi cả đêm ngày hôm đó cũng vẫn không thấy bé Trang về. Đợi tận qua hai ngày hôm sau, ba mẹ của bé Trang lùng sụt khắp mọi nơi nhưng mà không hề tìm được thông tin gì của em cả. Trong khoảng thời gian đó, bà ngoại của bé Trang đã hai lần nhìn thấy em hiện dậy trong giấc mơ. Lần thứ nhất là thấy em đi về, ở trên người của em là dính bùng xình không à, chẳng là mặc cái bộ áo dài. Rồi cái lần thứ hai nữa là bà ngoại thấy bé Trang nó hiện về. Ở trên đầu thì đầy máu, chả trong miệng được nhét đất. Ở cái phần má thì nó bị phồng ra. Em về em chỉ khóc không hại, chứ không nói được bất cứ một tiếng nào hết trơn á. Hai lần mà thấy vậy rồi, bà ngoại của bé Trang cảm thấy rất là bất an. Cũng có nói với gia đình, mà giờ hôm rại là ba ngày mất tích rồi. Ba mẹ của bé Trang mới đi ra ở trên công an để mà trình báo người ta ghi nhận lại vậy thôi. Tới chiều ngày hôm đó ở cái khu vực cách với trường học của em khoảng hai mươi mấy cây số, người ta đã tìm thấy cái xác của bé Trang nó nằm ở cặp mé với cái chỗ này là ở trong cái khu vực nhà đó mà giống như là dạng nhà bỏ hoang rồi, đường đi chỗ này ít người qua lại dữ lắm. Khi mà tìm thấy cái xác của bé Trang á, cái phần áo dài là nó bị chín máu be bét luôn, rồi cái phần máu mà tự trên đầu đổ xuống Bé Trang nó chết với tư thế nằm úp xuống Ở trên đầu thì bị nát bấy luôn Ở trên đầu của bé Trang là bị đánh bầm dập Tới mức mà ốc ác vì nó lồi ra ngoài Cái phần con mắt nó cũng lồi lồ lộ ra ngoài luôn Bé Trang nó chết với cảnh rất là kinh dị Thấy cái cảnh tượng đó công an cũng tiến hành điều tra Mà người mà khả nghi nhất Chính là em Thắng là người yêu của bé Trang nè Công an cũng chạy tới và khi nhìn thấy những người công an em thắng này có tật giật mình mà lập tức là em trốn chạy. Nhưng mà đâu có chạy khỏi đâu, nghiệp vụ của những người công an hay lắm. Rất là nhanh người ta đã bắt lại em rồi, rồi cũng hỏi cung tại sao lại giết em Trang, rồi hành hạ em tới mức cái đầu thì bể nát, ở trong miệng thì đất không. Em Thắng này mới thú nhận, em nói là trong cái lúc mà hai người cãi giả với nhau, do em Thắng ghen em trang với một người ở trong lớp á, rồi hai người cũng có xô sát qua lại. Sau đó em thắng có lỡ tay là xô em trang, cái đầu của em đập xuống ở dưới cái cục đá, rồi thấy đập xuống chảy máu quá trời nên em thắng này mới sợ quá tuôn chạy. Và đúng như lời khai của em thắng này ở phía trước cái phần đầu của em trang là có một cái vết thương ở đằng đó mà máu chảy ra rất nhiều nhưng có điều vết thương ở phía trước đầu không phải là vết thương chí mạng mà mất máu nhiều quá ở phía sau cái phần ốc ác nó bị đập mấy nhầy luôn nguyên nhân chết chính là do cái vết thương lớn ở phía sau đầu đó công an cũng lại tiếp tục điều tra em thắng cũng bị bắt vô ở trong trại tạm giam rồi điều tra thêm một khoảng thời gian nữa bà ngoại ở nhà cứ liên tục thấy cháu của mình hiện về mà cái miệng thì đất cát không không nói được gì trơn á bà ngoại cũng có tìm tới được một cái người thầy này bà bà đó bình thường bà là người thường thôi nhưng khi bà tới đây là bà nhận lên đồng tức là bà sẽ kêu dông hồn của người đã mất nhập lên rồi bà cho mượn cái xác để người ta nói lại những gì cần nói Bà ngoại của bé Trang tới đây lên đồng là lần này kêu được rồi. Mới đầu là miệng của bé Trang không nói được một tiếng nào hết trơn á, chỉ ớ ớ ớ, tại vì trong miệng thì nhét đầy đất mà. Cái lúc đó thầy thấy là múa mái giận nội công cái gì đó, rồi từ ở trong miệng của thầy mới trào ra một cái ít chất nhầy nhụa nó giống như là bùng sinh mà cái mùi hôi thúi dữ lắm. Sau khi mà ẻ ra những cái chất đó rồi, Dòng hồn của bé Trang ở trong cơ thể của cái người bà này á. Thì mới nói là không phải do cái em thắng đó đã xuống tay giết chết bé Trang đâu. Mà là do một cái cô bạn học khác tên là Hằng. Cái cô bạn học này là người ở trong lớp. Và cô bạn này cũng có giao lưu với những dân anh chị. Và đặc biệt một điều nữa, cái bạn Hằng này á. Và đặc biệt bạn Hằng này có ý em Thắng nó lâu rồi mà em Thắng đâu có chịu Cứ mê mẩn em Trang này thôi Chính vì vậy do cái sự ghen ghét đố kỵ của mình Sau khi lén đi theo đã thấy em Thắng lỡ tay xô em Trang Rồi em Trang nằm ở đó bất tỉnh Rồi em Thắng quảng hốt quá đã chạy rồi Tranh thủ thời cơ đó em Hằng đã dùng một cái cục gạch lớn sau đó nhào lại Dồn hết cả mỗi cái oán giận những sự thù ghét của mình lên trên cái phần đầu của em Trang. Và em Hằng này đã đập nát cái đầu của em Trang cho tới khi mà hết giận dữ rồi mới thôi. Chính khi mà bị cái em Hằng đó xuống tay thì em Trang khi đó mới thực sự lại chết. Chứ còn mà khi bị em Thắng á, xô so thì hồi đó là chưa có chết đâu, chỉ bị thương thôi. Biết được rõ ràng sự việc rồi bà ngoại cũng lên trình báo công an chỉ một hướng vậy đó thì người ta cũng đi theo hướng của bà ngoại điều tra rất là nhanh tới chỗ nhà của bạn hàng đó thì mặt mày của bạn hàng nhìn phờ phạt chứ lắm hai con mắt nó thâm xì lại rồi tóc tai thì bù xù mà người của bạn hàng này thì ốm teo ốm rút lại luôn công an cũng tới điều tra hệ bạn này thấy là biết mình không có thoát tội rồi bạn hàng cũng nhận hết toàn bộ lỗi lầm của mình Lúc đó bạn Hằng còn tỏ ra cái vẻ sợ hãi, bạn nói là đêm nào cũng thấy dông hồn của em Trang về, rồi có khi là bóp cổ, hù chọc chứ lắm, hù cho tới khi là bạn Hằng này điên rồi mới thôi. Bởi vì trong khoảng thời gian ở chỗ trại tạm giam đợi người ta đưa ra quyết định cuối cùng, á cái bạn Hằng này giữa đêm là bạn la hét, bạn kêu gạo dữ lắm nhưng mà do bạn hàng cũng cùng tuổi chưa có đủ tuổi ở tù thì người ta mới đưa qua bên trại giáo dưỡng có điều chưa có kịp đưa qua bệnh thì bạn hàng này đã bị tâm thần luôn rồi gia đình đưa bạn hàng lên ở trên bệnh viện tâm thần từ đó về sau là bạn cứ điên điên dại dại như vậy mà thật ra cái bạn Hằng này cũng rất là ác Nếu mà bạn có ý với cái em Thắng đó Thì thôi mình nói chuyện đi Mình muốn cái gì thì mình công khai Mình tranh giành luôn Chứ còn đằng này quá là tiểu nhân Đi theo và xuống tay đánh chết Đập nát cái đầu của em Trang luôn Thì quá là tàn ác rồi Cái này là mất nhân tính luôn Đó là toàn bộ câu chuyện Mà như được chị Út của em Trang Đã gửi lại cho Như Một câu chuyện cũng rất là đau lòng Câu chuyện của dì Út tới đây cũng đã khép lại trong tập truyện ngày hôm nay. Như cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi những câu chuyện từ kênh của Như nha. Và quý vị ông bà cô chú nếu mà yêu thương Như đừng quên để lại cho Như một nút like, bấm nút đăng ký và chia sẻ video này để ủng hộ cho kênh của Như nha quý vị. Rồi mình có những câu chuyện ha quý ông bà cô chú anh chị cứ việc gửi lại cho Như thông qua Zalo Facebook và Gmail quý vị gửi lại cho Như là nhớ nhắn dùm như ừ à, cô chú anh chị có chuyện muốn gửi gì cho Như nè quý vị nhắn trước dùm như một dòng tin nhắn như vậy thì như sẽ nhanh chóng kiểm tra tin nhắn của quý vị hơn bởi vì như như đã nói ở nhiều tập trước những cái tài khoản này là như dùng chung cho rất là nhiều công việc bởi vì nó là những cái mạng xã hội chính của Như luôn Như chỉ xài duy nhất một cái Zalo, một cái Facebook, rồi một cái Gmail đó thôi Nên là quý vị có chuyện cứ việc gửi lại và nhớ nhắn trước dùm Như cái vậy nghe Chứ cảm ơn quý vị nhiều dữ lắm Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối nghe chuyện vui vẻ, thư giãn Sau đó mình sẽ có một giấc ngủ thiệt là ngon Và đón một cái ngày cuối tuần vui vẻ cùng với gia đình của mình rồi bây giờ thì xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị ở tập sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye quý chị nha. Bye bye.